đây thì mình có hay tập luyện bộ môn thể thao hay là bộ môn vận động gì không ạ? Trước đây chị có tập qua kickboxing. Kickboxing có phải là người ta sẽ dùng để chống tay, gọi là sẽ dùng chân nó đúng chị như này đúng không ạ? Ok. Thế chị có yêu thích món ăn gì nhất không ạ? Chị thích lẩu Thái không cay. Lẩu Thái không cay. Không cay. Có được không ạ? Đấy, thì em sẽ dùng những cái động tác vừa phỏng vấn chị để đuổi lại trái đen biểu diễn. Đầu tiên là chị thích kickboxing. Và sau đó mình rất là thích đi du lịch, thời gian rảnh. Mình thích ăn lẩu cay, lẩu Thái, không cay. Ok, được không ạ? Em cảm ơn chị. Thiên Nga đấy, bây giờ Thiên Nga không bay, Thiên Nga làm gì? Thiên Nga bơi. Bơi à? Ông ơi, Thiên Nga bơi như nào? Thiên Nga bơi ở dưới nước. Bơi ở dưới nước. Thiên Nga làm sao mà bơi như người được, đúng không? Mình có thể đạp. Đúng rồi. Ok, đạp đúng không? Đạp đúng không? Yeah. Chào bạn. Bạn tên là gì? Em tên là Mai ạ. Công việc của Mai là làm về make up. Ok. Thì bạn sẽ có một cái hộp đúng không? Cốp ạ. Một cái cốp. Thì cốp là mình sẽ cốp xong rồi mình mở cốp ra đúng không ạ? Đúng rồi. Xong rồi mình lấy dụng cụ. Đúng không ạ? Xong rồi mình sẽ làm việc. Rồi điệu nhảy yêu thích của bạn là múa quạt. Đúng không ạ? Như này đúng không ạ? Dạ. Đúng không? Xong rồi bạn vẽ tranh. Chị Quỳnh thích nghe nhạc này. Rồi sau đấy là đi du lịch. Đúng ạ. Rồi nấu món sườn chua ngọt, mình sẽ đi mua sườn. Sau đấy mình sẽ luộc sườn. Sau đấy rán. Ok, cho gia vị. Ok, và ra thành phẩm. Ok chưa? Cảm ơn bạn nha. Yeah. Trong tuần các ngày bình thường ấy, anh phải đi làm thì anh chỉ có thể ăn đồ ăn nhanh thôi, như kiểu bánh mì này, bánh bao. Bánh bao thì em sẽ làm cái hình tượng này. Tròn này. Sau đấy là món món phở là cuối tuần. Vâng. Trong tuần có thể là món xôi hoặc món bánh mì. Vâng. Phở thì nó sẽ có các cái sợi nó sẽ đan vào nhau. Thế. Rồi cái môn thể thao mà anh yêu thích là cái môn bắc cua đúng không ạ? Với trẻ đúng không ạ? Đây là một tắc lộn này. Ok. Wow. Anh muốn em ao ra ngoài bằng động tác nào? Thì chắc chắn là phải có phần chào khán giả đúng không? Vâng. Thì bác nhà chân chỗ em chạy ra xong, chạy ra. Ok, xong đi vào. Ok. Xin chào, mình là Phúc. Hôm nay mình nói chuyện với Bun về món ăn yêu thích của anh ấy. Xin chào, mình là Linh. Hôm nay mình nói chuyện với Khánh An về con búp bê của cô ấy. Xin chào, mình là Thanh. Hôm nay mình nói chuyện với bé Hà Vi về chú chim Thiên Nga. Xin chào, mình là Minh. Hôm nay mình đã nói chuyện với Mai về điệu múa cô yêu thích. Cô ấy.
Tôi cũng nói chuyện với Quỳnh về món ăn yêu thích của cô ấy. Tôi cũng đang nói chuyện với Thắng về sở thích của anh ấy. Tôi cũng nói chuyện với cô Hồng về công việc cắt cỏ của cô ấy.